Một con siêu phẩm gỗ gụ Lào chọn vân cực kỳ VIP và đẳng cấp, và đặc biệt là được cơ sở em chặt hạt soi vén chỉ bên dưới, vô cùng là đẹp phải không hả các bác? Những thớ vân đen kịt vô cùng là đẳng cấp phải không hả các bác? Từ dạ ngang cho đến dạ tiền đều được cơ sở em chọn vân cực kỳ đẹp, kể cả phần mặt sập đều là hàng chọn vân cực đỉnh, cực VIP, hai tấm cùng cây, vân từ trên xuống dưới luôn đấy các bác ạ. Và một bộ sản phẩm này được cơ sở em làm đặt cho bác khách tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Một con sập trơn được lên một tông màu cánh gián nhạt, trần chay, trần mộc để các bác có thể nhìn sâu nhất và rõ ràng nhất về chất gỗ gụ Lào chuẩn chỉnh 100% sẽ như thế nào. Và đặc biệt là vân veo cực kỳ đỉnh cao luôn đấy các bác ạ. Và với bộ sản phẩm này đang được cơ sở em xuất ra với mức giá tài chính là 27 triệu đồng. Đã bao gồm là cả hoàn thiện và vận chuyển cho mọi người rồi ạ. Và đặc biệt là với mẫu sập trơn chặt hạt xoài hay còn gọi là chặt lá đề, vén chỉ bên dưới này, được rất nhiều các quý khách hàng lựa chọn, yêu thích và tin dùng năm 2024. Nó vừa sạch sẽ mà nó lại vừa có nét đục vô cùng là tinh tế và khác biệt luôn đấy các bác ạ. Và các bác quan tâm đến mẫu mã sản phẩm này thì liên hệ kết nối ngay với em qua số Zalo mà em đã ghi ở trên màn hình để được em Hương tư vấn và hỗ trợ kỹ hơn cho mọi người ạ. Mặt khuôn 10 ván 3 phân vô cùng là dày dặn phải không ạ các bác? Đặc biệt là với tông màu tươi sáng vô cùng là mát mắt như thế này thì các bác có thể nhìn được cận chất những thớ vân sẽ nổi lên trên bề mặt gỗ rất cuồn cuộn, rất đẳng cấp và rất rõ ràng phải không ạ các bác? Một bộ siêu phẩm sập trơn 1m6, 2m, rất đẹp, rất đỉnh cao ạ. Và tiếp theo là về phần dạ tiền được cơ sở em làm là dày 10 phân gỗ đặc nguyên khối hết. Chân vuông 24 phân gỗ đặc ạ, liền khối rất đỉnh cao. Và một lần nữa em Hương xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi hết video clip của cơ sở bên em ạ.